Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lượng hàng hóa tập trung về các chợ nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cần được các ngành chức năng, các địa phương, ban quản lý các chợ và các tiểu thương tăng cường công tác phòng ngừa. Cuối năm nay, anh Tuyến nhập hơn 100 mặt hàng để bán dịp Tết, trong đó có nhiều mặt hàng đồ nhựa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài việc thường xuyên được ban quản lý chợ Như Quỳnh tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, anh cùng với nhiều tiểu thương trong chợ rất cảnh giác khi lượng hàng hóa cuối năm nhập về nhiều với kinh phí lớn. Tất cả điện đó có chế độ ngắt rộng, là khi chập cháy là tự ngắt tất cả hệ thống điện gian hàng của chúng tôi. Nguồn hàng của chúng em rất là nhiều nên là bọn em rất là sợ về vấn đề cháy nổ này, nên là rất là phải cẩn thận trước khi ra về là tắt hết điện có dao. Chợ Như Quỳnh được xây dựng từ năm 2018 với trên 200 gian hàng, trong đó có hơn 40 gian đang hoạt động. Chợ đã đầu tư hàng tỷ đồng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cùng với việc trang bị cho mỗi gian hàng 2 bình chữa cháy. Nắm bắt được nhu cầu hàng hóa tiêu dùng cuối năm tăng cao, ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền cũng như nâng cao cảnh giác cho các tiểu thương trong chợ. Về công tác phòng cháy chữa cháy thì hàng tháng kết hợp cùng với cả tiểu thương là tập huấn và diễn tập, cơ bản là các tiểu thương họ biết thao tác và sử dụng được những cái bình chữa cháy. Trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất kinh doanh lưu trữ hàng hóa tăng cao, kéo theo khí hậu hanh khô sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Do đó, ngành chức năng cần thường xuyên tăng cường kiểm tra cũng như tuyên truyền nhắc nhở tới các tiểu thương, hộ kinh doanh về công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các tiểu thương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng cháy chữa cháy, chủ động các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra cháy.